Biên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả trong các bản tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Trước khi gửi đến quý vị các bản tin chi tiết liên quan đến các cuộc tranh tài mà quý vị đã theo dõi vào tối ngày hôm qua, có những cái câu chuyện bên lề. Vào ngày đầu tuần chúng tôi kể đến cái chuyện mà của một người võ sĩ quyền Anh của Maroc. Người này vào đã có cái tay chân bị bạ, tìm cách sờ mó hai người Bùi Phòng. Và hậu quả là anh đã bị lên máy bay gửi trả về nước hoặc là phải chịu án tù ở Rio de Janeiro, Brazil. Ngày hôm nay lại có thêm những cái chuyện mà không hay xảy ra, phải không Thảo Yên? Vâng, thưa anh và thưa quý vị. Đó là tuần trước là anh Hassan Sada, vận động viên của Maroc, vận động viên quyền Anh bị bắt. Thế nhưng mà ngày hôm nay, chính xác là ngày hôm qua, các giới chức an ninh tại Rio đã vừa confirm thêm một người vận động viên quyền Anh nữa. Nhưng mà anh này là đại diện đến từ Namibia. Namibia. Vâng, 22 tuổi thưa quý vị. Vận động viên quyền Anh hạng 64 kg. Anh này tên là Jonas Junius, 22 tuổi. Một cô hầu phòng, housekeeper, khai là cổ đi vào phòng thì bị anh này ảnh đè xuống và cố tình muốn hôn cô này. Và khi mà cô cố tình chống cự thì anh này ảnh móc tiền ra dụ dỗ. Vâng, tương tự như các anh chàng kia. Vâng, và hiện tại thì anh này đã bị bắt. Và nếu như không bị bắt thì ngày thứ 5 tuần này anh sẽ thi đấu với đại diện đến từ nước Pháp. Chuyện gì xảy đến với những người tuyển thủ quyền Anh? Họ chắc họ ăn nhiều quá, họ khỏe quá đi cho nên... Rất tiếc thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua quý vị có xem, tôi không có nhiều thời giờ để xem các trận khác, chỉ muốn xem các Michael Phelps bơi. Và đặc biệt tối ngày hôm qua hầu như tất cả mọi người đều dán mắt để theo dõi các hành động của hai tuyển thủ bơi lội hàng đầu thế giới, Lily King của Hoa Kỳ và Yulia Efidova của Nga. Thưa quý vị, chuyện gì xảy ra trong môn bơi nhái? Trước đó chúng tôi kể qua để quý vị sẽ tường thuật lại tại sao lại xảy ra cái sự kình địch ghê gớm như thế. Ai cũng chúng ta còn nhớ đó là phái đoàn vận động viên của Nga đã từng bị đề nghị là cấm hết, không cho ai tham dự Rio cả. Thế nhưng cuối cùng thì họ xét thấy cái điều đó nó cũng hơi không có được công bằng. Có những người không có thuốc kích thích thì không thể nào cấm được. Họ chỉ cấm những người nào mới đây đã xét thấy có sử dụng thuốc kích thích. Cho nên nguyên một cái phái đoàn cử tạ của Nga là bị dẹp bỏ hết. Nhưng một số những tuyển thủ khác, chẳng hạn như là bơi lội, thì riêng với cô Yulia này, năm 2014-2015 đã từng bị cấm bơi rồi. Vì thử thuốc kích thích. Nhưng mà sau đó thì thử thì không có. Thì họ nói rằng khi mà thử không có như thế đó thì không thể nào mà ngăn cấm cô không được tham dự Olympic Rio cả. Vì thế họ vẫn cho phép. Nhưng đối với những cái tuyển thủ Hoa Kỳ đó, mà nhất là những người mà không sử dụng thuốc kích thích đó, và đối với cô Lily King thì cô nói rằng cái hành động này không có gì là hay cả. Mà nhất là trong cuộc bơi bán kết, thường thì trước khi vào chung kết những tuyển thủ này phải chứng minh họ có đủ số điểm để vào chung kết. Thì khi mà bơi đó thì Yulia vượt qua mặt Lily King trong cái trận bơi bán kết. Và lúc mà xuất hiện đó thì cô giơ một ngón tay, cô lên cô làm như thế này, có nghĩa là I am number one, tôi là số một. Thế thì khi mà nhìn thấy những hình ảnh đó thì Lily King, máy quay theo dõi Lily King, thì Lily King nhìn vào mặt khó chịu phải không, thì Lily King cũng giơ ngón tay chỉ lại. Thế thì kể từ đó hai ngón tay trỏ đã đụng nhau thành hai cây kiếm chỉ qua chỉ lại. Và Lily King tuyên bố đó, cô được số 1 đó cũng chẳng có gì hay. Bởi vì cô thuốc kích thích. Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy rằng tôi không cần thuốc kích thích. Mặc dù tôi bơi thua cô một chút xíu, nhưng mà tôi sẽ chiến thắng trong cái cuộc thi chung kết. Và đây là hình ảnh để chúng ta thấy rằng trong giải bơi nhái, thưa quý vị, và áo vàng là Yulia và đây là Lily King trong cuộc đua chạy nước rút. Quý vị nhìn thấy đây là world record, tức là kỷ lục thế giới đây. Lily King một chút xíu thôi và đã chứng minh được cho thế giới thấy rằng cô nói và làm được. Và quý vị nhìn thấy cái sự mừng rỡ của nó, rằng the world, cả thế giới, tất cả những gì mà cô đã cố gắng làm được. Và thưa quý vị, cuối cùng thì Yulia thì mắt đẫm lệ, bởi vì
bực tức và cô ôm chầm lấy người bạn của mình. Huy chương vàng cho Julia King. Bên cạnh đó Michael Phelps thì cũng vậy luôn. Cho nên chúng ta mới thấy được đó là trong môn bơi đó họ kình chống nhau khủng. Tập như là đấu võ vậy đó, quyền anh rồi đó. Thì Michael Phelps ngồi yên một chỗ, khuôn mặt rất là bậm trợn. Thế nhưng Michael Phelps rõ ràng ngày hôm qua chúng ta thấy anh tập trung hết sức luôn. Và hơi điều này cho thấy rằng sức khỏe của một người 31 tuổi đó khó bì với những người 19, 20 mấy tuổi lắm. Cho nên lúc đầu thì Michael Phelps dẫn trước, nhưng mà cuối cùng khi về đến đích đó, đây là chỉ là bán kết thôi. Thì lại thua một chút xíu so với thưa quý vị một tuyển thủ. Nhưng mà clean loss á, đây là cái hình ảnh mà chúng tôi muốn nhìn thấy để mà cho quý vị thấy. Đây là Lee Cross đứng hạng 3. Và điều đó là đủ để cho Michael Phelps muốn chứng minh cho anh thấy là lần này anh sẽ cố gắng hơn nữa. Tuy nhiên Kandarasi Hungary đứng số 1. Kandarasi bơi lúc đầu đó thì thua Michael Phelps gần như là một sải tay. Nhưng mà về nước rút đó thì anh đã vượt qua về đứng nhất. Nhưng mà đây chỉ là bán kết thôi quý vị, sẽ còn một trận chung kết 200 thước fly final, bơi bướm 200 thước fly để mà đi vào trong final. Và đó là những điểm cuộc bơi ngửa 100 thước backstroke bơi ngửa. Thì Murphy, cái điểm này không thể ngờ được quý vị, có biết không? Cái giấc mơ Olympics này đến với Murphy từ lúc anh 8 tuổi. Ngày hôm qua thì NBC mới chiếu lại tất cả, là ngay từ lúc 8 tuổi mà anh đã làm một cái cuốn nhật ký, trong đó vẽ hình anh đang bơi, rồi tất cả những cái ước muốn. Năm 8 tuổi mà em ghi rằng: bố mẹ ơi, con ước muốn khi con lớn lên con sẽ trở thành một thế vận gia và con sẽ là vô địch thế giới môn bơi lội. Ngày hôm qua cả thế giới và nước Mỹ đều nói welcome to the club. Welcome to the club có nghĩa là chào đón anh bước vào với câu lạc bộ của những huy chương vàng thế vận, đứng cạnh chung với Michael Phelps và các tuyển thủ Hoa Kỳ khác. Murphy đã làm rạng danh nước Mỹ, nhưng mà quan trọng hơn cả đó là anh đã chứng minh cho những người bạn bè và gia đình biết được anh từ 8 tuổi có ước mơ, giờ đây ước mơ đã thành sự thật, thưa quý vị. Và cho đến giờ phút này thì các huy chương của nước Mỹ cho thấy rằng là Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đứng nhất cho đến ngày hôm nay, bước vào ngày thứ 3, 19 huy chương với 5 vàng, 7 bạc và 7 đồng. China vẫn cố gắng tiến sát với Hoa Kỳ. China số 1 vẫn là gì? Nhảy cầu. 5 vàng, 3 bạc và 5 đồng. Japan đứng hạng thứ 3 với 10 huy chương, 3 vàng và 7 đồng, thưa quý vị. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và trên thế giới. Mời quý vị cùng theo dõi.